Thu Phương và đang là thành viên của Adzone Cup. Ngày hôm nay thì Phương sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để thực hiện những động tác trong TikTok Dance Challenge Việt Nam Tiến Lên. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Tụi mình cùng bắt đầu thôi. Đầu tiên thì tay phải để lên đầu và bước đi 4 lần. Lần lượt phải, trái, lắc 3 lần. Làm động tác mưa rơi và phủi 2 lần bên phải. Phải đưa ra, trái đưa ra, làm mặt cười 2 lần. Bước đều, bước trái, phải, trái, phải. Phải lên đầu, trái lên đầu, phủi 2 lần. Tay phải lên tim, tay trái lên tim và nhún, nhún. Chỉ qua phải, chỉ qua trái, xoay một vòng. Ok, tiếp theo cũng dễ luôn nè. Trái, phải, phải đưa lên, gập xuống, kéo ra, lượn sóng 2 lần và gật đầu. Lượn người phải, trái, phải, trái. Tay phải đưa lên và nhún 4 lần nha. Lặp lại động tác trái, phải, trái, phải. Nhún bên phải 2 lần, nhún bên trái 2 lần. Tay phải lên đầu, tay trái lên đầu và hất ra nè. Phải đưa ra, trái đưa ra, làm hình trái tim. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Bây giờ mọi người hãy cùng Phương nhảy lại một lần nữa nhưng mà trong nhạc chậm nha. Thế là tụi mình đã hoàn thành xong Dance Cover Việt Nam Tiến Lên rồi đó. Và Phương rất rất mong sẽ xem được thật là nhiều bài dự thi từ tất cả các bạn. Và khi mà mọi người tham gia thì đừng quên 3 bước sau đây nha. Bước 1 đó chính là xem hướng dẫn và download link. Và bước thứ 2 đó chính là quay clip cover và đăng tải trên trang TikTok chính chủ của các bạn với chế độ công khai nha. Và trong caption mọi người đừng quên 4 cái hashtag này nha: Tiến Lên Việt Nam, Dance Challenge VLU, Văn Lang University và sinh viên Văn Lang. Và bước cuối cùng đó chính là copy đường link TikTok. Sau đó là mọi người hãy điền thông tin cá nhân vào form đăng ký dự thi của TikTok Dance Challenge Việt Nam Tiến Lên. Và Phương xin chúc cho tất cả mọi người sẽ hoàn thành bài dự thi này thật là tốt nha.